Kính thưa thầy cô, anh chị và các bạn học viên, theo phân công của ban tổ chức thì em xin phép trình bày những nội dung liên quan đến vấn đề điều trị bệnh lơ sinh kinh dòng mạch cầu hạc. Thì cho đến nay thì cũng đã có nhiều những cái cập nhật từ châu Âu và từ Mỹ, thì chúng ta xem là hiện nay thì trên thế giới người ta đang quan tâm đến điều trị bệnh lơ sinh kinh dòng mạch như thế nào. Thứ nhất là khái niệm bệnh lơ sinh kinh dòng cầu hạc. Xin phép nhắc lại để anh chị hiểu một chút là bệnh lơ sinh kinh dòng cầu hạc đây là một bệnh ác tính của cơ quan tảo bào, đặc biệt là có tăng sinh dòng mạch cầu hạc biến hóa và hậu quả là dẫn đến số mạch cầu tăng cao ở ngoài mi, và kèm theo đó là sẽ lúc là các tuột của dòng mạch cầu hạc ở ngoài máu. Hậu quả chính là do việc là đột biến pH, phenylalanine tạo thành cái tổ gen BCR-ABL. Và cơ chế hình sinh chúng ta thấy là đây là cái chuyển đoạn G22 tạo thành cái hiện thể của pH, đây gọi là hiện thể phenylalanine. Và hiện thể phenylalanine này thì nó dẫn đến hậu quả là tạo thành cái tổ gen lai BCR-ABL, và đây là cái gen mà hóa tổ hợp cho cái protein cùng tên là BCR-ABL P210, tức là trọng lượng phân tử 210 kg, và đây là một cái protein có cái hoạt tính tyrosinkina. Cái hoạt tính tyrosinkina đây là cái hoạt tính mà thúc đẩy lại sự tăng sinh và biến hóa của các tế bào mạch cầu hạc. Ở đây chúng ta thấy chuyển đoạn 922 tạo ra hiện thể pH và dẫn đến cái chuyển đoạn dẫn đến tổ hợp gen BCR-ABL, và cái gen này thì có hoạt tính tyrosinkina, thì nó dẫn đến ba cái điểm chính. Thứ nhất là tăng sinh dòng mạch cầu hạc không kiểm soát được, thứ hai là những tế bào mà có cái đột biến này thì thường là giảm cái khả năng apoptosis, tức là chết theo chương trình tế bào, nghĩa là nó sẽ sống lâu hơn và có sự thay đổi kết dính với lại cái mô đệm của tủy xương, dẫn đến giải phóng các tế bào mạch cầu vào máu đi, do đó là hậu quả là dẫn đến là mạch cầu máu tăng rất là cao, với lại đủ các tổn thương da dòng mạch cầu hạc. Thì chúng ta sẽ xem là cái thời gian sống thêm của bệnh nhân lơ sinh kinh dòng hạt trải qua các cái giai đoạn điều trị như thế nào. Thì chúng ta thấy là từ những cái năm 83 của thế kỷ trước, khi mà chúng ta điều trị bằng ống sụp pha thì xác suất sống 5 năm chỉ có khoảng 38%. Thế rồi là sự xuất hiện của hydroxyurea thì sống 5 năm họ là 44%, và dần dần với interferon alpha. Thế rồi là chúng ta nhìn trên cái đường cao nhất là màu xanh trên cùng, tức là khi mà cái giai đoạn có thuốc điều trị ức chế hoạt tính tyrosinkina đầu tiên, đấy là imatinib hệ 1, thì cái thời gian sống của bệnh nhân lơ sinh kinh dòng mạch cầu hạc đã thay đổi một cách ngoạn mục. Như vậy chúng ta thấy là bệnh nhân có khả năng sống 5 năm lên đến 90% bệnh nhân, và cái xác suất sống 10 năm họ là 83%. Như vậy là một bệnh ung thư người ta chỉ cần uống thuốc và chúng ta có thể coi là gần như là họ được chữa khỏi. Vậy cái mô hình điều trị bệnh lơ sinh kinh dòng mạch cầu hạc từ lý thuyết, tức là từ những cái năm 1845, từ khi nhà khoa học Bennett và Pietschow mô tả cái ca đầu tiên về lơ sinh kinh dòng mạch cầu hạc, thế rồi đến năm 1960 là Lowell và Hansford phát hiện ra hiện thể pH, thế rồi là Rowley năm 1973 phát hiện ra cái chuyển đoạn 922 chính là cái cơ chế hình sinh tạo thành hiện thể pH, và phát hiện ra cái tổ hợp gen BCR-ABL, những cái đặc điểm của nó từ năm 1986 cho đến năm 2001-2003, tức là đưa cái thuốc ức chế tyrosinkina đầu thế hệ 1 là imatinib đầu tiên vào ứng dụng trên điều trị tháng 1. Thế dần dần qua các cái thời gian thì chúng ta thấy là những cái thuốc thế hệ 2 như là nilotinib rồi dasatinib được điều trị tháng 1 từ năm 2011, và gần đây nhất bắt đầu từ năm 2018 thì cái việc IFA, tức là việc là chúng ta có cân nhắc đến khả năng là ngừng điều trị khi bệnh nhân đạt được cái lưu bệnh lâu dài, thì đã được xác nhận thông qua cái nghiên cứu Oroskin. Thì như vậy đấy là cái quá trình phát triển của cái lơ sinh kinh dòng mạch cầu hạc từ những cái lý thuyết đầu tiên cho đến thực tế điều trị với các thuốc nhắm định. Bây giờ đã có rất là nhiều những cái bước tiến bộ. Vậy cơ chế của thuốc ức chế hoạt tính tyrosinkina là gì? Chúng ta lấy ví dụ cái thuốc imatinib là thuốc ức chế hoạt tính tyrosinkina thế hệ 1, thì chúng ta thấy đây là cái protein BCR-ABL nó có hoạt tính tyrosinkina, nhưng để hoạt động được thì đương nhiên nó cần phải có năng lượng, và như vậy thì nó cần phải gắn cái ATP để nó hoạt động. Và cái thuốc imatinib
thì nó gắn cạnh tranh vào với ATP ở cái vị trí gắn ở trên cái gen, trên protein BCL-ABL. Mà khi mà imatinib gắn vào rồi thì ATP sẽ không gắn vào được, và như vậy thì nó sẽ không được phosphorylation hóa, mà nó sẽ không dẫn đến cái quá trình tăng sinh dòng bạch cầu hạt nữa. Thì các cái thuốc chữa bệnh Trikina cho đến nay đã được phê duyệt ở Mỹ và châu Âu thì gồm có 3 thế hệ. Như thế hệ 1 chúng ta có imatinib, thế hệ 2 chúng ta có 3 thuốc là nilotinib, dasatinib và bosutinib, và thế hệ 3 chúng ta có ponatinib. Vậy thì khuyến cáo sử dụng các cái thuốc này hiện nay như thế nào? Thì đối với điều trị hạng 1 thì các cái thuốc thì là imatinib thế hệ 1 và 3 thuốc thế hệ 2 hiện nay đều đã được có chỉ định điều trị hạng 1. Thì điều trị hàng thứ hai trở đi, hàng thứ hai hoặc thứ ba trở đi thì các cái thuốc thế hệ 2 và thế hệ 3 có imatinib, thì nếu đã thất bại hạng 1 rồi, đương nhiên là một trong những imatinib, cho nên đã thất bại với imatinib rồi thì các em không dùng lại nữa, hoặc là cũng hạn chế việc tăng liều. Lý do tại sao thì các em sẽ trình bày. Còn cái thuốc thế hệ 3 là ponatinib, chúng ta lưu ý cái thuốc này là cái thuốc duy nhất mà có khả năng khắc phục được cái đột biến T315I, đấy là cái đột biến mà kháng với lại hầu hết các cái thuốc tiêu diệt cái chất của những tiêu diệt khi nào chúng ta có. Thì tuy nhiên cái thuốc thế hệ 3 ponatinib thì hiện nay rất là đắt, cho nên là cái việc sử dụng khá là hạn chế. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý thấy là những thuốc này mặc dù thì rất tốt nhưng mà tác dụng phụ của nó thì cũng nhiều cũng kém. Những cái thách thức trong cái việc điều trị của bệnh nhân leukemia dòng hạt hiện nay thì chúng ta thấy là hiện nay ở trên quốc tế thì cái thời gian sống thêm của bệnh nhân leukemia dòng bạch cầu hạt ở châu Âu chẳng hạn thì chúng ta thấy là cái thời gian sống thêm của họ dần dần không khác gì so với cả những người bình thường, bởi vì với cái sự ra đời của những cái thuốc ức chế hoạt tính Trikina là những thuốc nhất định. Ở đây chúng ta thấy là phân tích theo dữ liệu ở tại Thụy Điển từ năm 1973 cho đến năm 2013, trên 2662 bệnh nhân leukemia dòng bạch cầu hạt được chẩn đoán và điều trị so với tổng thể người bình thường thì họ chúng ta thấy rằng là gì? Ở bệnh nhân nam và bệnh nhân nữ 55 tuổi, theo thời gian thì chúng ta thấy là cái thời gian sống thêm của bệnh nhân leukemia dòng bạch cầu hạt theo thời gian là tăng dần. Và từ khi mà có cái thuốc ức chế hoạt tính Trikina đầu tiên thế hệ 1 đưa vào sử dụng, chúng ta thấy cái mốc từ năm 2000 trở đi, 2001 và dần dần cả về sau thì cái thời gian sống của họ ngày càng tiếp cận với cái thời gian sống của người bình thường. Một cái thực tế nữa chúng ta thấy là bệnh nhân leukemia dòng hạt thì thường đấy là những bệnh nhân mà được chẩn đoán ra là thường đã là lớn tuổi, và như vậy thì có trên 50% bệnh nhân là sẽ có một các bệnh lý nền hoặc là hai bệnh lý nền kèm theo, ví dụ như là 2-7% bệnh nhân có kèm theo tăng huyết áp, thế rồi là 10% bệnh nhân có những cái bệnh lý về tim mạch kèm theo, rồi ngoài ra chúng ta có những cái bệnh lý khác liệt kê ở dưới. Và như vậy là có trên 50% bệnh nhân có ít nhất một bệnh lý nền kèm theo, đấy cũng là cái vấn đề mà chúng ta phải lưu ý. Và như vậy thì cái việc điều trị leukemia dòng bạch cầu hạt hiện nay thì cái tử vong của bệnh nhân, tử vong do bản thân cái bệnh leukemia của họ thì ngày càng giảm, chúng ta có thể thấy ngày càng giảm. Và cái tử vong mà do các cái nguyên nhân khác, tử vong không do bệnh mà tử vong do cái biến cố trong quá trình điều trị thì nó lại ngày càng tăng. Thì chúng ta đã thấy là bệnh nhân có rất nhiều các cái bệnh lý nền kèm theo, thì như vậy chúng ta cũng cần phải lưu ý trong cái điều trị cái tác dụng phụ, những cái độc tính dài hạn của thuốc. Vậy thì mục tiêu điều trị của chúng ta là gì? Đầu tiên, cái mục tiêu hai mục tiêu quan trọng nhất đấy là phải cải thiện được thời gian và chất cuộc sống, có nghĩa là làm thế nào họ phải sống càng lâu thì càng tốt, nhưng đi kèm với việc kéo dài thời gian sống thì cái chất lượng cuộc sống họ phải cải thiện. Thứ hai là chúng ta phải ngăn ngừa được bệnh tiến triển, và để đạt được hai cái mục tiêu này thì ít nhất chúng ta phải đạt được cái đáp ứng di chuyển tế bào hoàn toàn trở lên, tức là complete cytogenic response. Thứ hai chúng ta phải theo dõi đáp ứng của bệnh nhân thường xuyên, và thứ ba là nếu bệnh nhân có tình trạng kháng thuốc hoặc là không dung nạp với điều trị hạng một thì chúng ta phải có biện pháp điều trị điều chỉnh và điều trị kịp thời. Như vậy định nghĩa đến với đáp ứng cái mô hình này thì thầy cô và các chị đã rất là quen rồi, và chúng ta thấy khi mới chẩn đoán thì chúng ta thấy là cái số lượng bản sao của cái gen BCL-ABL ta lấy là 100%, và với một cái mức đáp ứng từ đáp ứng hoàn toàn về mặt huyết học, có nghĩa là số lượng tế bào ung thư giảm xuống 10%, rồi từ mức đáp ứng hoàn toàn về sinh miễn tế bào, tức là CCYA, tức là complete cytogenic response, thì tương ứng với lại mức
mạng sau của cái gen BCR-ABL xuống 1%, và tiếp tục hơn nữa đấy là MMR, tức là Major Molecular Response, tức là các những phần lớn về siêu phân tử, thì tương đương với lại xuống mức mạng sau của gen BCR-ABL là 0.1%, và xuống thấp hơn nữa đấy là MA4, tức là giảm được 4 lốc so với ban đầu, thì tương đương với lại số mạng sau của gen BCR-ABL là 0.01%, và những cái mức lùi bệnh sâu, tức là MA4.5, có nghĩa là giảm 1.5 lốc so với ban đầu, thì số bản sao của gen BCR-ABL chỉ còn 0.0032%. Đấy là các cái khái niệm về các mức độ đạt ứng tở bệnh nhân lưu sinh ngoại hoạt khi điều trị với thuốc ức chế hoạt tính Pimsikina. Mà tại sao chúng ta thấy là bây giờ người ta chỉ quan tâm đến cái số bản sao của gen BCR-ABL mà người ta cũng không đề cập, nó cũng nói nhiều về cái vai trò của việc phân tích công thức của sắc thể hoặc là xét nghiệm phít để phát hiện cái số những thể pH ở trên cái phít thì cũng có lý do. Vậy thì tại sao chúng ta phải ngăn ngừa cái tình trạng tiến triển đến giai đoạn thăng cấp cũng như là chuyển cấp của bệnh nhân lưu sinh ngoại hoạt? Thì chúng ta thấy là theo tiến triển tự nhiên thì cái giai đoạn mãn tính mà hầu hết bệnh nhân được chẩn đoán ra đều là mãn tính đến 90%, thì cái giai đoạn mãn tính này thường nếu không điều trị thì nó có thể kéo dài khoảng 3-5 năm, và khi mà nó chuyển đến giai đoạn thăng cấp chuyển cấp rồi thì chúng ta thấy là gì, ở trong hai cái nghiên cứu IMIS là cái nghiên cứu sử dụng imatinib điều trị hàng một, ở đây là nghiên cứu INES là cái nghiên cứu sử dụng nilotinib điều trị hàng một, thì chúng ta thấy là gì, khi mà những cái bệnh nhân mà đã chuyển sang giai đoạn thăng cấp hoặc là chuyển cấp thì cái thời gian sống trên trung bình của họ chỉ khoảng 10-15 tháng, có nghĩa là sớm hơn rất nhiều so với những bệnh nhân mà vẫn ở cái giai đoạn mãn tính. Thứ hai là cái tỷ lệ sống thêm của bệnh nhân, đây là cái sống thêm toàn bộ sau 8 năm, thì chúng ta thấy là nếu mà những bệnh nhân mà đạt được cái đáp ứng sớm, có nghĩa là cái bản copy của gen BCR-ABL ở cái thời điểm 3 tháng dưới 10%, thì họ sau 8 năm họ là lên đến 93%, so với những bệnh nhân mà không đạt được cái mức độ lưu bệnh là cái gen BCR-ABL ở thời điểm 3 tháng chúng ta định lượng mà thấy vẫn trên 10%, thì cái thời gian sống của họ, xác suất sống đến 8 năm họ chỉ có 54% thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như tại thời điểm 3 tháng chúng ta đánh giá cái mức độ đạt được sớm, thì nếu cái số bản copy của cái gen BCR-ABL dưới 10% thì đấy là một cái yếu tố tiên lượng tốt. Còn nếu như tại thời điểm 3 tháng mà chúng ta thấy là cái tổ hợp gen BCR-ABL khi chúng ta định lượng mà vẫn trên 10%, thì có nghĩa là cái thời gian sống của họ sẽ kém hơn nhiều so với những cái mà đạt được cái đáp ứng sớm. Thứ hai nữa là thời gian sống của bệnh nhân sẽ được cải thiện rất nhiều khi mà bệnh nhân đạt được cái đáp ứng càng sâu, có nghĩa là gì, lúc này thì chúng ta nói đến vấn đề là đạt được đáp ứng càng sớm thì tỷ lệ càng tốt, và thứ hai là chúng ta nói đến vấn đề là đạt được đáp ứng càng sâu. Như vậy thì đương nhiên đáp ứng càng sâu thì tiên lượng càng tốt. Chúng ta có thể thấy ở đây các mức độ đáp ứng, thứ nhất là lưu bệnh hoàn toàn về di truyền thì tương ứng với lại gen BCR-ABL là 1%, và thấp hơn là đáp ứng phần lớn về siêu phân tử, thế rồi là lưu bệnh siêu phân tử ở mức độ giảm 14, thế rồi là lưu bệnh sâu ở mức đáp ứng phân tử ở mức 1.5, thì chúng ta thấy là gì, tương đương với lại các cái mức độ đáp ứng như thế này thì cái xác suất sống thêm 8 năm của bệnh nhân có cái sự thay đổi tương đối là đáng kể. Tức là những cái bệnh nhân mà ở thời điểm 4 năm đạt được đáp ứng di truyền tế bào hoàn toàn, tức là CCOA, thì cái xác suất sống 8 năm khoảng là 83%, và nó sẽ tăng dần với các cái đáp ứng khác nhau. Những cái bệnh nhân đáp ứng phân tử phần lớn ở thời điểm 4 năm thì xác suất sống 8 năm khoảng là lên đến 88%. Thế rồi là bệnh nhân đáp ứng phân tử tốt nhất là ở mức 4.5 thì xác suất sống 8 năm họ là 92%. Và chúng ta thấy là nếu bệnh nhân mà đạt được cái đáp ứng phân tử sâu ở mức 4.5 thì không có bệnh nhân nào bị tiến triển cả. Thì chúng ta thấy là cái vai trò của cái việc là càng đạt được đáp ứng càng sâu thì càng tốt, và tối thiểu phải đạt được cái mức đáp ứng từ mức độ là lùi bệnh đáp ứng di chuyển tế bào hoàn toàn trở lên, tức là tương ứng với cái số bản copy của gen BCR-ABL là 1%. Đây là thời điểm 1 năm, thì chúng ta thấy là với những cái bệnh nhân đạt được cái đáp ứng phân tử phần lớn ở thời điểm 1 năm
thì chúng ta thấy là không có cái bệnh nhân nào bị tiến triển, không có bệnh nhân nào tiến triển sau 7 năm theo dõi ở cái nghiên cứu IRIS đã sử dụng imatinib điều trị hàng 1. Trong khi đó những bệnh nhân mà không đạt được cái đáp ứng phần lớn về siêu phân tử thì có đến khoảng 10% bệnh nhân là sẽ tiến triển sau 7 năm. Vậy thì khi mà chúng ta điều trị với một cái thuốc Enlist thì NCCN là mạng ung thư Hoa Kỳ và EUN tức là tổ chức lân sinh y châu Âu, người ta có đưa ra cái khuyến cáo là phải theo dõi đáp ứng rất là chặt chẽ. Và như vậy thì cái khuyến cáo theo dõi đáp ứng này như thế nào? Chúng ta để ý thấy hai cái khuyến cáo này thì nó cũng có những cái điểm tương đồng thôi. Cái thứ nhất là gì ạ? Trong cái quá trình điều trị, chúng lưu ý trong quá trình điều trị thì chúng ta phải xét nghiệm định lượng cái gen BRCA/ABL bằng kỹ thuật PCR định lượng mỗi 3 tháng một lần. Ngay cả khi bệnh nhân đã đạt được cái đáp ứng phần lớn về siêu phân tử, có nghĩa là cái mức độ biểu hiện của cái gen BRCA/ABL đến dưới 0.1%, có nghĩa là gì? Kể cả khi mà chúng ta đã đạt được một cái lưu lượng sâu về siêu phân tử thì chúng ta vẫn phải theo dõi cái tổ cái định lượng gen đấy là cứ 3 tháng một lần, và chúng ta sẽ cần phải xét nghiệm định lượng bổ sung nếu như độc học của đáp ứng không rõ ràng, hoặc là nếu bệnh nhân xuất hiện tác dụng phụ hoặc là không dung nạp thuốc khiến cho bệnh nhân phải tạm hoãn điều trị hoặc là giảm liều thuốc. Như vậy là cái vai trò của cái việc theo dõi cái bản sao, bản copy của cái gen BRCA/ABL là vô cùng quan trọng và cần phải xét nghiệm thường xuyên trong quá trình bệnh nhân điều trị với thuốc ức chế hoạt tính tiocinkina. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không biết được là bệnh nhân đạt được cái đáp ứng có tối ưu hay không, bệnh nhân đạt được đáp ứng sớm hay không. Nhất là bây giờ khi mà chúng ta sẽ phải trao đổi với bệnh nhân về những cái vấn đề hướng tới việc là họ có khả năng được ngừng điều trị hay không. Vì chúng ta vẫn thấy viện trưởng vẫn nói là cái thuốc imatinib của hãng Novartis tức là phải uống suốt đời. Đã uống rồi thì không biết là bao giờ dừng được. Và như vậy thì nếu như chúng ta muốn mơ về cái câu chuyện là dùng thuốc khi mà bệnh nhân vẫn đạt được cái lưu lượng bền vững và lâu dài thì chúng ta buộc phải theo dõi cái xét nghiệm này càng chặt càng sát sao thì càng tốt. Theo khuyến cáo về các cái mốc đáp ứng tối ưu theo hội LCD châu Âu năm 2020 thì chúng ta thấy là gì? Ở các cái thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng thì chúng ta thấy ở 3 tháng đáp ứng tối ưu tốt nhất đấy là cái mức BRCA/ABL phải dưới 10%. Tại sao chúng ta lại thấy là người ta khuyến cáo cái mức tối ưu là ở thời điểm 3 tháng là dưới 10%? Cái mốc mà 3 tháng BRCA/ABL dưới 10% đấy người ta gọi là đáp ứng phân tử sớm. Và chúng ta đã thấy ở cái biểu đồ mà tôi trình bày phía trên, có nghĩa là nếu bệnh nhân đạt được cái đáp ứng phân tử sớm thì khả năng người ta sẽ có cải thiện được cái thời gian sống trên toàn bộ tốt hơn rất nhiều so với những bệnh nhân mà không đạt được cái đáp ứng phân tử sớm ở thời điểm 3 tháng. Bây giờ ở thời điểm 6 tháng thì bắt buộc là đáp ứng tối ưu là phải cái mức BRCA/ABL dưới 1%, và ở một năm thì cái mốc mà phải đạt được đấy là đáp ứng phần lớn về siêu phân tử, có nghĩa là cái số bản copy của gen BRCA/ABL phải dưới 0.1%, thì đấy là cái đáp ứng tối ưu. Và khi không đạt được cái đáp ứng tối ưu này thì nó sẽ có hai cái mức, một là cái mức cảnh báo và hai tức là cái mức là thất bại. Và như vậy thì các cái xét nghiệm mà chúng ta có thể sử dụng để theo dõi thì chúng ta thấy là gì? Thứ nhất là về đáp ứng về huyết học thì chúng ta có thể theo dõi bằng những cái xét nghiệm về hình thái đếm số lượng tế bào máu, bạch cầu, sắc tố, số lượng tiểu cầu. Thế rồi sâu hơn là ở những cái đáp ứng về di truyền tế bào thì trước đây theo cái khuyến cáo của EUN 2013 trở về trước và cũng của NCCN cho đến nay thì người ta cũng chưa sửa, người ta cũng chưa thay đổi, tức là người ta vẫn đưa cái xét nghiệm FIT để theo dõi đáp ứng về di truyền tế bào, đây là cái số trên thiết thể pH ở trên cái xét nghiệm FIT. Thế sâu hơn nữa là xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR thì nó cho phép là phát hiện được cái mức độ giảm dưới 1%. Thì tại sao bây giờ cái khuyến cáo của hội LCB châu Âu người ta lại không nhắc đến cái vấn đề làm cái xét nghiệm FIT để theo dõi? Bởi vì người ta thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể thay thế bằng cái xét nghiệm PCR định lượng gen BRCA/ABL thực hiện ở máu ngoại vi, và cái mức độ đáp ứng di truyền tế bào hoàn toàn thì nó sẽ tương đương với lại cái mức gen BRCA/ABL ở mức là 1%. Và việc làm xét nghiệm PCR định lượng thì độ nhạy của nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc chúng ta
phân tích công thức cụ thể hoặc là chúng ta làm xét nghiệm phít để tìm cái nhiễm sắc thể pH. Và cái xét nghiệm PCR định lượng thì thực hiện được ở trên máu ngoại vi, thế cho nên là hoàn toàn chúng ta không cần phải bắt bệnh nhân là cứ định kỳ 3 tháng thì chọc thủy để làm những cái xét nghiệm về di chuyển tế bào như thế kia. Và như vậy thì nó thuận tiện hơn, như vậy nó có cái khả năng chuẩn hóa tốt hơn giữa các cái labo, và như vậy thì nó sẽ tăng cái khả năng tuân thủ, tăng khả năng tuân thủ của bệnh nhân. Ví dụ bây giờ mình yêu cầu bệnh nhân phải chọc thủy để làm xét nghiệm, đương nhiên là sẽ khó hơn so với việc là chúng ta chỉ được lấy máu của bệnh nhân và để làm xét nghiệm. Và như vậy thì theo cái khuyến cáo mới nhất của ELN năm 2020 thì người ta thấy là cái vai trò của cái việc sử dụng PCR nó vừa chính xác hơn và nó cũng vừa thuận tiện hơn so với việc chúng ta sử dụng xét nghiệm FIT hoặc là xét nghiệm phân tích công thức nhận diện như trước đây chúng ta vẫn làm. Vậy thì vai trò của việc theo dõi thường xuyên bằng xét nghiệm PCR định lượng như thế nào? Nếu mà chúng ta cho bệnh nhân dùng thuốc nhưng mà chúng ta theo dõi không chặt chẽ thì chúng ta sẽ thấy là cái gì? Ở đây chúng ta thấy là màu đỏ. Nhìn cái biểu đồ bên phải ấy, là màu đỏ là những cái bệnh nhân mà trong quá trình điều trị là chẳng được làm cái xét nghiệm PCR định lượng nào cả. Màu xanh lá cây đấy là những bệnh nhân mà được làm 1-2 xét nghiệm trong quá trình điều trị. Còn cái màu xám đấy là những cái bệnh nhân mà được làm từ 3-4 cái xét nghiệm một năm trở lên. Thì thấy rằng diện trong 402 bệnh nhân được sinh hoạt điều trị bước 1 với imatinib thì có 13,2% bệnh nhân là không được làm xét nghiệm PCR định lượng hàng năm. Thế rồi số bệnh nhân mà được thực hiện 1-2 xét nghiệm PCR định lượng một năm ấy, tức là 6 tháng là một lần ấy, thì chỉ có khoảng là 40,5% thôi. Và số bệnh nhân mà được thực hiện 3-4 xét nghiệm một năm, có nghĩa là cứ khoảng 3 tháng 4 tháng hoặc là một lần, thì chỉ có 46% bệnh nhân là tuân thủ thực hiện cái xét nghiệm PCR định lượng thường xuyên. Và như vậy thì chúng ta thấy là gì, ở trên cái biểu đồ chúng ta thấy là nếu như bệnh nhân mà không được theo dõi, tức là không được làm xét nghiệm, thì cái nguy cơ tiến triển và tử vong của cái biểu đồ màu đỏ là cao hơn nhiều so với những cái bệnh nhân mà được làm thường xuyên. Như vậy là họ làm thường xuyên, nghĩa là cái đường, cái hình màu xám được làm thường xuyên thì cái nguy cơ tiến triển cũng như tử vong có giảm hơn rõ rệt so với việc là chúng ta không theo dõi. Thứ hai là khi mà chúng ta theo dõi bằng xét nghiệm PCR định lượng thì chúng ta có thể biết được là khi nào thì bệnh nhân có không đạt được cái đáp ứng tối ưu, hoặc là khi nào thì bệnh nhân tiến triển mất đáp ứng vệ sinh phân tử. Và như vậy thì chúng ta thấy là gì, tăng cái mức gen PCR trên thêm 0.5 log hoặc là mất cái đáp ứng phần lớn vệ sinh phân tử, nó sẽ dự báo khả năng tái phát bệnh sau khi bệnh nhân đã đạt được lùi bệnh ở mức độ di chuyển tế bào hoàn toàn trở lên, tức là khi bệnh nhân đã đạt được cái mức PCR 1%. Thì nếu như mà chúng ta định lượng cái gen này thấy nó tăng 0.5 log hoặc là thấy nó mất cái đáp ứng phần lớn vệ sinh phân tử thì nó dự báo cái khả năng tái phát bệnh sau khi đã đạt được lùi bệnh về di chuyển tế bào. Vậy thì những cái nguyên nhân nào có thể dẫn đến cái tình trạng mất đáp ứng khi mà chúng ta điều trị với thuốc ức chế hoạt tính tiocinfina? Ở đây chúng ta thấy là lấy ví dụ những cái thuốc imatinib thì người ta thấy rằng nó có 4 cái cơ chế là có thể dẫn đến cái việc kháng thuốc hay là thất bại với điều trị. Cái thứ nhất là chúng ta thấy đây là gì, có những cái bơm mà đẩy thuốc, tức là bơm thuốc từ trong nội bào đi ra ngoài tế bào bởi cái cách transporter xuyên màng. Chúng ta thấy là cái thuốc ở đây là những cái hình màu da cam, và như ở bên trong tế bào nó sẽ bị những cái bơm nó đẩy thuốc ra ngoài. Cái thứ hai là bệnh nhân có biểu hiện quá mức về cái gen BCR-ABL, có nghĩa là cái số lượng protein BCR-ABL của bệnh nhân nó quá nhiều và nồng độ thuốc không đạt đủ để đến cái ngưỡng mà có thể chế đẩy hết tất cả các cái protein đó. Cái cơ chế thứ ba đấy là những đột biến ở trên cái vùng kina ở gen BCR-ABL, và người ta thấy là có rất là nhiều các cái đột biến khác nhau ở trên cái vùng kina domain của cái gen BCR-ABL dẫn đến tình trạng kháng với lại imatinib. Và cái cơ chế cuối cùng đấy là hoàn hóa con đường tí động khác. Ở đây chúng ta thấy cái con đường tí động khác ví dụ như là LIN và HCK, có nghĩa là gì, có nghĩa là cái thuốc imatinib nó vẫn chế được cái hoạt tính tiocinfina của cái protein BCR-ABL, nhưng mà do có cái sự hoạt hóa của các con đường khác, con đường tín hiệu khác, nên là vẫn dẫn đến cái sự tăng sinh tế bào không kiểm soát được. Vậy thì người ta khuyến cáo làm những cái xét nghiệm tìm đột biến kháng thuốc khi nào? Nếu bệnh nhân ở giai đoạn đầu khi mà mới chẩn đoán thì chúng ta chỉ làm đột biến tìm đột biến kháng thuốc nếu như bệnh nhân phát hiện ra ở giai đoạn tăng tốc hoặc là chuyển cấp.
Thứ hai là gì? Nếu bệnh nhân đang điều trị bước 1 với imatinib, đây là cái thuốc phổ biến nhất mà chúng ta sẽ điều trị bước 1 cho bệnh nhân, thì chúng ta sẽ tìm được lắm khi nào khi bệnh nhân thất bại với điều trị hoặc là có tăng mức tổ hợp gen BCR-ABL dẫn đến mất đáp ứng phần lớn về sinh phân tử, hoặc là có thể là bất kỳ những cái trường hợp nào mà chúng ta thấy là bệnh nhân cũng đạt được đáp ứng tối ưu thì chúng ta cũng cần phải tìm sàng lọc một viên kháng thuốc. Thế rồi là nếu trong quá trình điều trị với lại những cái thuốc hoặc ước chế hoạt hình creatinine thế hệ 2 như là nilotinib hoặc là dasatinib bước 2 thì khi bệnh nhân không đạt hoặc là mất cái lưu bệnh hoàn toàn về huyết học hoặc là mất lưu bệnh hoàn toàn về di chuyển tế bào thì chúng ta cũng cần phải xét nghiệm kỹ những cái viên kháng thuốc. Vậy thì theo ELN năm 2020 thì người ta có khuyến cáo là với những đột biến đặc trưng như thế kia thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái thuốc ước chế hoạt hình creatinine tương ứng như thế nào. Thì chúng ta thấy là có cái đột biến T315I màu đỏ, tức là cái đột biến này thì kháng với tất cả các cái thuốc ước chế hoạt hình creatinine thế hệ 1 và 2, chỉ có duy nhất là olanzapine. Nhưng mà thực tế ở việc chúng ta ở Việt Nam thì nếu mà có cái đột biến này thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại. Bởi vì rõ ràng ở Việt Nam thì chúng ta là hầu như chắc chắn là cũng không thể tiếp cận được cái thuốc mà tí như thế kia. Và cái vai trò của các thứ bất đồng loài rất quan trọng khi mà bệnh nhân có đột biến T315I. Thế còn lại thì những cái đột biến khác thì chúng ta có thể lựa chọn những cái thuốc như trong tính creatinine thế hệ 2 tương ứng như trên bảng. Khi mà chúng ta thấy là bệnh nhân không đạt được cái đáp ứng với điều trị hàng 1 thì ngoài việc là chúng ta xem bệnh nhân có kháng thuốc hay không, thì một cái vấn đề mà theo tôi cũng rất là quan trọng mà ở trên thế giới người ta đã đề cập đến, đấy là cái vấn đề tuân thủ với điều trị của bệnh nhân. Có nghĩa là chúng ta kê đơn với cái liều là 400mg imatinib khởi đầu nhưng mà bệnh nhân có uống đủ không? Hay là ngày uống ngày quên? Thế rồi bệnh nhân đã lẽ thì phải uống 4 viên nhưng mà lại bớt 1 viên, lại bớt 2 viên vân vân. Tất cả những cái vấn đề là có tuân thủ với điều trị hay không? Thì người ta thấy như thế nào? Thế việc không tuân thủ điều trị dẫn đến là nồng độ thuốc ở trong tế bào không đạt được cái ngưỡng là có thể ức chế được hoàn toàn cái hoạt tính creatinine của cái protein BCR-ABL và đạt dẫn đến là hiệu quả điều trị kém. Và cái tuân thủ kém thường xảy ra ở những cái trường hợp mà bệnh nhân gặp phải nhiều những cái tác dụng phụ do thuốc. Như vậy thì người ta có tác dụng phụ thì người ta có thể tự ý người ta ngưng thuốc, người ta tự ý giảm liều. Đấy là những vấn đề mà có thể gặp phải. Và một cái nghiên cứu của tác giả Marin và cộng sự thì cái khả năng mà đạt được đáp ứng phần lớn về phân tử sau 6 năm của nhóm bệnh nhân tuân thủ dưới 90% liều thì chỉ có 13.9% thôi. Chúng ta thấy rằng ở đây là gì ạ? Đây là cái biểu đồ biểu hiện cái tỷ lệ của bệnh nhân đạt được cái đáp ứng phần lớn về phân tử. Thì nếu bệnh nhân tuân thủ trên 90% liều thì chúng ta thấy là cái khả năng mà đạt được cái đáp ứng phân tử phần lớn sẽ khác hẳn với những cái bệnh nhân mà sử dụng liều dưới 90% cái liều chúng ta kê cho bệnh nhân. Như vậy thì khi mà thất bại với điều trị hàng một thì người ta có những cách nào? Ở đây cái chỗ mà có màu xanh lá cây đấy là cái phần mà đạt đáp ứng tối ưu. Có nghĩa là đáp ứng tối ưu rồi thì chúng ta cứ tiếp tục dùng cái thuốc đó mà chúng ta không cần phải thay đổi gì. Thế nhưng mà chúng ta lưu ý hai cái màu đấy là màu vàng, tức là cái nhóm mà bắt đầu cảnh báo. Cảnh báo ở đây tức là gì? Tức là bệnh nhân không đạt được đáp ứng tối ưu. Ví dụ như là sau 3 tháng mà không đạt được cái ngưỡng đáp ứng BCR-ABL dưới 10% chẳng hạn. Thì như vậy là màu vàng có nghĩa là bắt đầu chúng ta cần phải tìm hiểu xem là bệnh nhân có tuân thủ điều trị hay không, rồi có tương tác thuốc hay không, có tác dụng phụ hay không, và chúng ta cũng cần phải nghĩ đến việc là sàng lọc các cái đột biến kháng thuốc. Thế rồi nếu mà màu đỏ thì sao? Màu đỏ có nghĩa là gần như là không đạt được, thất bại với lại các cái mốc đáp ứng về phân tử. Thì như vậy thì sao? Việc bắt buộc đây là chúng ta phải xem xét đến chuyển sang thuốc ức chế hoạt tính creatinine khác. Ví dụ đang dùng imatinib thì chúng ta phải xem xét đến việc là có chuyển sang thế hệ 2 hay không, nilotinib hay là dasatinib hay không, và xem xét việc là có ghép tế bào tạo máu đồng loạt cho bệnh nhân hay không. Vậy thì ở đây khi mà chúng ta thấy là bệnh nhân không đáp ứng với imatinib thì chúng ta sẽ làm cách nào? Thì người ta đã thử hai cách. Một là người ta có thể tăng liều imatinib, bây giờ chúng ta dùng liều tiêu chuẩn 400, chúng ta thử tăng liều lên xem có đáp ứng tốt hơn không. Cách thứ hai là chúng ta đổi sang thuốc ở trong hệ thống chuyên khác, ví dụ như là nilotinib. Thì cái nghiên cứu BeNice là cái nghiên cứu ở những bệnh nhân mà không đạt được cái đáp ứng tối ưu về sinh phân tử khi mà sử dụng điều trị bước 1 với imatinib, chúng ta thấy là gì ạ? Cái hình màu vàng là những bệnh nhân mà được chuyển sang dùng
Ultimate. Thế còn hai cái hình màu xanh lá cây và xanh da trời kia là những bệnh nhân tiếp tục dùng Ultimate với liều cũ hoặc là tăng liều Ultimate, tăng liều Ultimate. Thế thì chúng ta thấy là ở những bệnh nhân mà chuyển đổi sang Ultimate thì theo thời gian chúng ta thấy là cái tỷ lệ đáp ứng, tỷ lệ đạt được cái đáp ứng phân tử ở bệnh nhân mà chuyển sang Ultimate là rõ ràng là cao hơn nhiều so với bệnh nhân mà vẫn tiếp tục dùng Ultimate với liều cũ hoặc là tăng liều. Và ví dụ ở cái thời điểm 4 năm thì chúng ta có thể thấy là gì? Bệnh nhân tiếp tục dùng Ultimate với cái liều ban đầu so với bệnh nhân mà tăng liều gấp đôi, tức là từ 400 đến 800, thì các chị thấy là cái tỷ lệ đáp ứng của họ không khác nhau gì cả, vẫn chỉ là 64-65, trong khi nếu như họ được chuyển sang dùng thuốc ức chế tính tiêu sinh kia là khác là Ultimate thì tỷ lệ đáp ứng họ lên đến 81%. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái việc mà mình tăng liều nó không mang lại lợi ích hơn so với cái việc là chúng ta vẫn duy trì, còn tốt nhất là chúng ta cần phải đổi sang cái thuốc chế phục tiêu sinh kia khác. Vậy thì cái việc là thời điểm nào chuyển đổi thuốc thì sẽ có lợi cho bệnh nhân? Nghiên cứu ở tại Anh Quốc trên 80 bệnh nhân khám với Ultimate bước 1 thì chúng ta thấy là gì ạ? Màu vàng đấy là những cái bệnh nhân mà được đổi thuốc sang Ultimate sớm, tức là trước 6 tháng. Còn màu xanh là những cái bệnh nhân mà sau 6 tháng mới chuyển đổi thuốc. Thì như vậy ở đây, những cái bệnh nhân mà được chuyển đổi thuốc dưới 6 tháng thì có mức đáp ứng tốt hơn ở tất cả các cái tiêu chí như là đáp ứng di truyền tế bào, rồi là sống thêm không sự kiện, sống thêm không tiến triển bệnh, cũng như là sống thêm toàn bộ. Như vậy là chúng ta thấy là việc khi bệnh nhân bắt đầu có việc khám với những cái điều trị hàng một thì chúng ta nên nghĩ đến chuyện đổi thuốc, và nếu như cần phải đổi thuốc thì việc đổi thuốc sớm, và đặc biệt là sớm trong 6 tháng hoặc là trong 1 năm thì sẽ tốt hơn với cái việc là chúng ta tiếp tục tăng liều hoặc là chúng ta đổi thuốc muộn. Vậy thì mục tiêu điều trị bệnh insulin chẳng hạn ở giai đoạn mãn tính bằng các thuốc chế phục insulin nhằm đến những vấn đề gì? Chúng ta phải cải thiện được thời gian sống thêm cũng như là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, ngăn ngừa được tiến triển. Thì như vậy là chúng ta cần phải kiểm soát được tế bào ung thư và giảm phát sinh các cái đột biến mới. Và để kiểm soát được tế bào ung thư thì chúng ta cần phải theo dõi được xét nghiệm PCR định lượng một cách thường xuyên và phải đạt được một cái đáp ứng tối thiểu là di chuyển tế bào hoàn toàn trở lên. Và chúng ta cần phải thể hiện sớm những cái trường hợp kháng thuốc hoặc là không dùng loại thuốc và chuyển đổi điều trị kịp thời. Đấy là những cái mục tiêu rất là quan trọng trong quá trình mà chúng ta điều trị bước 1 với những bệnh nhân lớn sinh ngoại quả giai đoạn mãn tính bằng những thuốc chế phục tiêu sinh kina. Như vậy mấu chốt là chúng ta cần phải đạt được một cái đáp ứng đủ sâu và chúng ta phải theo dõi đáp ứng một cách thường xuyên bằng xét nghiệm PCR định lượng. Vấn đề bệnh nhân sẽ phải điều trị rất lâu dài, thì do đó mà cái việc kiểm soát tác dụng phụ hay là kiểm soát những cái độc tính của thuốc ức chế phục tiêu sinh kina vô cùng quan trọng. Như vậy thì chúng ta cần phải theo dõi tác dụng phụ của bệnh nhân thường xuyên. Những cái nhóm đối tượng mà dễ tổn thương bao gồm người cao tuổi, rồi người có nhiều bệnh lý nền. Chúng ta thấy rằng là trên 50% bệnh nhân có ít nhất một bệnh lý nền kèm theo. Thế rồi những cái bệnh nhân mà tuân thủ điều trị kém. Thế rồi là chúng ta cần phải điều trị thuốc theo tác dụng phụ kịp thời. Đây chúng ta có thể thấy những cái tác dụng phụ do những cái thuốc ức chế hoạt tính tiêu sinh kina thế hệ 1, 2, 3 thì rất là nhiều. Phải bao gồm những cái độc tính ở trên cơ quan tạo máu, ví dụ như là giảm cái hoạt, giảm tiểu cầu, thiếu máu, hầu như thuốc nào cũng gặp phải. Và những cái độc tính, những tác dụng phụ ngoài cơ quan tạo máu cũng rất là nhiều. À, đặc biệt chúng ta lưu ý thấy những cái tác dụng phụ ở trên hệ tim mạch, ví dụ như là những cái bệnh lý động mạch ngoài biên thì Ultimate, rồi là Ultimate khá nhiều, bệnh thiếu máu cơ tim hoặc là tai biến mạch máu não thì Ultimate, rồi những cái huyết khối tim mạch tăng áp lực mạch phổi, rối loạn chức năng tiểu cầu, tăng huyết áp, rồi tăng đường máu, rối loạn lipid máu. Nghĩa là chúng ta cần phải lưu ý những cái biến cố, những cái tác dụng phụ ở trên hệ tim mạch của cái nhóm thuốc này. Và họ có đề xuất các cái bước A, B, C, D, E để làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát được hoặc chúng ta có thể giảm được nguy cơ xảy ra những cái biến cố, những cái tác dụng phụ trên hệ tim mạch của bệnh nhân. Và cách là gì ạ? A tức là quy tắc của awareness, rồi là aspirin và chỉ số ABI. ABI là cái chỉ số huyết áp giữa cổ tay, giữa cổ chân và cánh tay của bệnh nhân. Như vậy A là gì? A là chúng ta cần phải nhận thức được những cái dấu hiệu và triệu chứng của các cái biến chứng mạch máu. Như vậy đòi hỏi bác sĩ điều trị, bác sĩ trong quá trình theo dõi phải nhận thức được cái vấn đề này và phải có giáo dục được cho bệnh nhân nhận biết được những cái triệu chứng sớm của những cái biểu hiện này. Thế rồi cho bệnh nhân sử dụng aspirin,
chứng bệnh tiểu cầu ở những bệnh nhân có nguy cơ cao và đánh giá chỉ số EPI để theo dõi bệnh động mạch ngoại vi. Ở B, B là nguyên tắc của blood pressure kiểm soát huyết áp. C là bệnh nhân gì cần phải dùng thuốc. Và D là nếu bệnh nhân có đái tháo đường thì cần phải theo dõi bệnh đái tháo đường thường xuyên và kiểm soát đường huyết. Và E là khuyến khích bệnh nhân tập thể dục đều đặn và thường xuyên để giảm. Như vậy là những cái bước như thế này nó sẽ giúp mình giảm được cái xác suất xảy ra những cái biến cố mạch máu khi bệnh nhân điều trị với những thuốc trực tuyến tiêu diệt tinh nạp. Mục tiêu điều trị thứ tư mà chúng ta nhắm đến hiện nay, khi mà bệnh nhân đã dùng thuốc một thời gian rất dài, 8 năm, 10 năm, vậy thì câu hỏi đặt ra là khi nào tôi được dùng thuốc, tôi dùng thuốc có được không? Thì chúng ta thấy là đầu tiên đáp ứng phân tử sâu, deep molecular response, khái niệm này như thế nào? Chúng ta thấy là gì đây? Khi bệnh nhân điều trị với thuốc ức chế hoạt tính tiêu diệt tinh nạp thì chúng ta thấy là cái số lượng bản sao của cái gen BCR-ABL sẽ giảm dần theo thời gian. Và khi nó đạt dưới cái ngưỡng 0.01%, tức là tương ứng với lại MA4.0, thì từ cái ngưỡng đó trở xuống chúng ta gọi là đáp ứng phân tử sâu. Thì như vậy là chúng ta thấy đây là để đạt được cái đáp ứng phân tử sâu thì cái mốc nó sẽ phải là dưới MA4, nghĩa là phải đạt được cái MA4.5 trở đi. Nhưng mà chúng ta lưu ý đấy, vấn đề là khi mà chúng ta đánh giá xem bệnh nhân có đạt được cái mức MA4.5 hay không ấy, thì nó liên quan đến vấn đề kỹ thuật thôi. Có nghĩa là cái chỉ số BCR-ABL trên ABL, tức là mình sẽ so sánh cái số gạch copy của cái tổ BCR-ABL trên cái gen tham chiếu. Và thường là cái tham chiếu mình dùng một trong hai cái gen, một là gen ABL1, hai là cái gen GSP, gen viết tắt của glucuronidase. Thì thông thường ở labo, các labo họ sẽ sử dụng cái gen tham chiếu là ABL1, thì có nghĩa là chúng ta phải xét nghiệm trên cái số lượng gen tham chiếu đủ lớn, phải là 32.000 bản copy đủ lớn thì chúng ta mới có thể đánh giá cái đáp ứng MA4.5 chính xác. Chứ nếu mà chúng ta xét nghiệm cái gen tham chiếu mà nó không đạt được cái ngưỡng là 32.000 cái bản copy của ABL1 ấy, thì chúng ta không thể nào nói được chính xác là bệnh nhân đã đạt được MA4.5 hay không. Cái này thì nó liên quan đến cái vấn đề về kỹ thuật, thì nếu mà anh chị làm kỹ thuật thì có thể lưu ý vấn đề đó, thì liên quan đến phiên bản kết quả. Vậy thì cơ sở trong việc ngừng điều trị khi mà đạt được đáp ứng phân tử sâu như thế nào? Chúng ta thấy đấy, ngay cả khi mà bệnh nhân đã đạt được cái đáp ứng gọi là đáp ứng phân tử sâu thì người ta vẫn còn một cái số lượng rất là lớn tế bào ung thư, đúng không? Chúng ta thấy là từ 16, tức là khoảng vẫn còn khoảng 1 triệu tế bào ung thư trong cơ thể họ. Thế như vậy thì khi mà bệnh nhân vẫn còn một cái số lượng tế bào ung thư như vậy thì liệu là cái việc dùng điều trị này có an toàn không? Thì những cái giả thuyết mà người ta cho rằng là gì, cái việc ngừng điều trị ở bệnh nhân lơ sinh hồng hạt không đòi hỏi là phải loại bỏ hoàn toàn được các cái ung thư, bởi vì cái việc mà không còn cái ung thư loại bỏ hoàn toàn là việc hầu như là không thể xảy ra. Chúng ta chỉ đạt được một cái đáp ứng đủ sâu ở mức nhất định thôi, tức là dưới 0.1% thôi. Thế nhưng mà những cái tế bào tồn dư, tức là cái lượng tế bào còn sót lại rất ít như vậy, nó có thể nó không gây tái phát bệnh. Và thứ hai là khi mà đạt được một cái đáp ứng đủ sâu như vậy rồi thì hệ thống miễn dịch của cơ thể có thể là sẽ kiểm soát được sự phát triển của những cái ung thư và ngăn ngừa tái phát. Đấy là cái cơ sở tại sao người ta đề xuất thì cái việc là có thể ngừng điều trị khi đạt được lưu bệnh lâu dài. Vậy thì vì sao chúng ta phải tính đến việc điều trị ngừng điều trị? Lý do là gì? Thứ nhất là bệnh nhân điều trị lâu dài thì sẽ có rất nhiều các dụng phụ, như vậy cần phải giảm các dụng phụ liên quan đến điều trị, đặc biệt là những cái độc tính dài hạn. Thế rồi là giảm cái nặng kinh tế, chúng ta biết là thuốc không thể rẻ. Imatinib thì bây giờ hơn 100.000 viên, thế còn nilotinib và dasatinib thì tương đương nhiên còn đắt hơn nữa, cho nên là cái nặng về kinh tế vô cùng lớn. Thứ hai nên là bệnh nhân điều trị thường xuyên như thế này thì bệnh nhân không có khả năng mang thai, cũng không được sinh con, và như vậy thì việc ngừng thuốc sẽ cho bệnh nhân có khả năng bị mang thai và sinh con. Và cái việc dùng thuốc hàng ngày theo các anh chị nó có phải một bất tiện không? Theo tôi, nếu mà phải uống cái gì đấy hàng ngày thì vô cùng bất tiện. Ngay cả việc đấy nó chỉ là việc dùng được uống một lần một ngày, nhưng mà việc mà chúng ta phải đi công tác, chúng ta phải đi đây đi đó, lúc nào cũng phải cài thuốc với người, quả thực là một điều rất bất tiện. Vậy như vậy thì mục tiêu quan trọng nhất là để giảm các cái đột tính dài hạn của thuốc,
và thứ hai là để giảm chi phí. Thì vấn đề giảm chi phí thì có thể thấy là trong cái nghiên cứu Polsky thì chúng ta thấy là việc ngừng điều trị imatinib có thể là giảm hay là có thể tiết kiệm cái kinh phí lên đến 22 triệu euro, vô cùng lớn. Vậy thì xét trên quan điểm khía cạnh bệnh nhân, đấy là chúng ta nói trên góc độ của các chuyên gia, những người điều trị. Vậy thì bệnh nhân khi mà nói với những người điều trị thì họ suy nghĩ như thế nào? Thì đây chúng ta thấy là khi mà người ta phỏng vấn các cái bệnh nhân xem là họ có quan tâm đến vấn đề người điều trị hay không, họ tại sao họ được điều trị, thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái lý do khác nhau mà chị có thể thấy ở trên cái biểu đồ như kia. Ví dụ như là bệnh nhân gặp phải tác dụng phụ liên quan đến điều trị, có đến 50% bệnh nhân mong muốn việc ngừng điều trị vì gặp phải những cái tác dụng phụ, thế rồi lo lắng về những cái hậu quả lâu dài của tác dụng phụ, thế rồi bất tiện vì phải sử dụng thuốc hàng ngày. Có một số bệnh nhân thì thấy là nghiện, tôi như vậy đến bây giờ 8 năm, hơn 8 năm, thậm chí 10 năm rồi, vậy bây giờ thử ngừng thuốc xem là có ổn không, xem bệnh mình có tái phát không. Như vậy là người ta bắt đầu có những cái tâm lý như vậy là thử ngừng điều trị xem như thế nào. Thế rồi một số bệnh nhân thì họ được bác sĩ điều trị của họ đề nghị tham gia những cái thử nghiệm lâm sàng về vấn đề ngừng thuốc, thì có khoảng 20% bệnh nhân ở cái nhóm này, và cái nhóm này là cái nhóm mà đương nhiên là họ ngừng điều trị và họ được theo dõi rất là chặt, và đấy là cái cách ngừng điều trị rất là an toàn. Thế còn những cái cách mà bệnh nhân tự ý ngừng điều trị vì những cái lý do ở trên kia thì đương nhiên chúng ta thấy là vô cùng nhiều những cái rủi ro khi mà chúng ta ngừng điều trị và chúng ta không được theo dõi sát. Vậy thì điều kiện để ngừng điều trị như thế nào? Trong các cái thử nghiệm lâm sàng thì chúng ta thấy là khi điều trị khởi đầu với là imatinib chẳng hạn, thì khi mà bệnh nhân đạt được cái đáp ứng phân tử sâu, tức là deep molecular response (DMR), và bệnh nhân phải đạt duy trì được cái đáp ứng phân tử sâu đấy tối thiểu là 2 năm thì người ta mới bắt đầu được xem xét đến việc là ngừng điều trị. Có nghĩa là nếu một bệnh nhân đáp ứng phân tử sâu nhưng chưa đủ 2 năm, 1 năm chẳng hạn, 1.5 năm chẳng hạn, thì chúng ta cũng chưa thể nào nói chuyện với họ về vấn đề ngừng điều trị, mà ít nhất phải là từ 2 năm trở lên. Và như vậy thì khi ngừng điều trị thì sao? Khi ngừng điều trị thì cái vấn đề là chúng ta sẽ phải theo dõi xét nghiệm PCR định lượng vô cùng chặt chẽ. Nếu như trước đây thì chúng ta có thể theo dõi 3 tháng một lần, nhưng khi bắt đầu ngừng điều trị, ngừng thuốc thì bệnh nhân trong 1 năm đầu tiên sẽ phải theo dõi PCR cứ 4 tuần một lần, tức là hàng tháng, mỗi tháng phải làm một lần. Và sau đó là từ năm thứ 2 trở đi là cứ mỗi 2 tháng một lần thì phải làm xét nghiệm PCR định lượng. Và như vậy thì tái phát về chất phân tử là như thế nào? Là khi cái mức biểu hiện của cái gen BRCA dương tính được xác định trong 2 lần xét nghiệm PCR định lượng liên tiếp cho thấy tăng 1 log ở lần thứ 2 so với lại lần thứ nhất, hoặc là mất đáp ứng phần lớn về chất phân tử trong 1 lần xét nghiệm bất kỳ, thì như vậy là khi mà có tái phát về chất phân tử có nghĩa là gì? Bệnh nhân bắt buộc phải sử dụng lại thuốc. Vậy thì để tăng cái khả năng, để tăng cái cơ hội cho bệnh nhân có thể ngừng điều trị, có nghĩa là chúng ta cần phải đặt bệnh nhân làm thế nào bệnh nhân có thể đạt được cái đáp ứng càng sâu thì càng tốt, và phải đạt được cái đáp ứng phân tử sâu đấy càng sớm thì càng tốt. Có nghĩa là gì? Cái vai trò của cái việc là làm thế nào đạt được đáp ứng đủ sâu và càng sớm thì càng tốt, thì nó sẽ tăng cơ hội cho bệnh nhân có khả năng được ngừng thuốc. Vậy thì khi xem xét cái việc là đáp ứng sớm cũng như là đáp ứng sâu, thì người ta thấy rằng là những cái thuốc ức chế hoạt tính tiêu sinh kinase thế hệ 2 như là nilotinib, như là dasatinib, đương nhiên là nó tốt hơn so với cả thuốc ức chế hoạt tính tiêu sinh kinase thế hệ 1 là imatinib. Thể hiện ở trong các cái nghiên cứu như là INES, là nghiên cứu so sánh nilotinib và imatinib, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân mà đạt được mức độ đáp ứng sâu tức là MR4.5 của nhóm dùng nilotinib, tức là đường màu xanh, sẽ tốt hơn nhiều, chênh lệch so với cái đường màu vàng là những bệnh nhân mà dùng thuốc thế hệ 1 là imatinib lên đến hơn 20% để xác suất tích lũy tại cái thời điểm 5 năm. Như vậy là bệnh nhân dùng thuốc thế hệ 2 ngay từ đầu rõ ràng là có những cái cơ hội đạt được cái đáp ứng phân tử sâu MR4.5 tốt hơn so với bệnh nhân dùng thuốc thế hệ 1. Cái thuốc thứ hai, thế hệ 2 mà người ta cũng so sánh, đem ra so sánh với imatinib, đấy là thuốc dasatinib, thì chúng ta thấy là ở cái thời điểm 5 năm thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà đạt được đáp ứng phân tử sâu ở mức MR4.5 của nhóm dùng dasatinib là 42%, cao hơn rõ rệt so với lại cái nhóm dùng imatinib thì chỉ có 33%. Thứ hai nữa là chúng ta thấy cái vai trò của việc đạt được cái đáp ứng sớm về một phân tử, có nghĩa là gì? Ở thời điểm 3 tháng
Nếu như bệnh nhân đã đạt được cái đáp ứng phân tử sớm là cái mức biểu hiện của cái gen BRCA-ABL dưới 10%, thì đấy là một cái điều mà tiên đoán rằng trong tương lai khả năng bệnh nhân sẽ có thể đạt được đáp ứng phân tử sâu ở mức MA4.5 cao hơn đáng kể so với 5 năm. Chúng ta thấy ở đây là những cái bệnh nhân, cái đường màu hồng của những bệnh nhân mà đạt được đáp ứng phân tử sâu là BRCA-ABL dưới 1% ở thời điểm 3 tháng sớm, so với cái đường trên 10%, cái đường thấp nhất ở dưới cùng, chúng ta thấy có cái sự khác biệt rất là rõ ở những bệnh nhân mà đạt được đáp ứng sâu và sớm. Như vậy đáp ứng càng sớm thì cái cơ hội mà họ sẽ đạt được cái đáp ứng nuôi bệnh về mặt phân tử sâu về sau sẽ càng cao hơn. Vậy hiện nay thì cái thử nghiệm về ngừng thuốc sử dụng điều trị bước 1 với nilotinib thì nó đã hoàn thành rồi, và người ta công bố hiện nay là theo dõi đến 192 tuần, tức là hơn 5 năm. Thế thì cái thử nghiệm Ines Freedom đấy là những cái bệnh nhân lercitin trong mạch cầu hạc giai đoạn mãn tính, người lớn tuổi được điều trị với nilotinib bước 1 tối thiểu 2 năm trở lên, và cái thời điểm tầm soát lúc đầu và thời điểm tầm soát để chia vào nghiên cứu là phải đạt được cái đáp ứng sâu về phân tử MA4.5, và đây phải thực hiện ở cái labo trung tâm. Bệnh nhân có thể được củng cố với nilotinib tiếp tục là 1 năm. Sau đó thì nếu mà duy trì được đáp ứng phân tử sâu thì sẽ được bắt đầu ngừng thuốc, và họ sẽ được theo dõi bằng xét nghiệm PCR định lượng rất là chặt chẽ. Trong 1 năm đầu là cứ hàng tháng phải làm, thế rồi là sang năm thứ 2 thì là cứ tháng rưỡi, và bắt đầu sau đó trở đi thì là 3 tháng một lần. Thế còn nếu bệnh nhân ở cái pha củng cố, tức là sau 1 năm điều trị tiếp tục ấy, mà không duy trì được đáp ứng phân tử sâu thì lại vẫn phải tiếp tục uống nilotinib đến khi nào mà duy trì được cái đáp ứng phân tử sâu thì mới lại được ngừng thuốc. Và bệnh nhân nếu đang ở trong giai đoạn ngừng thuốc thì sẽ được cho uống thuốc trở lại nếu như mất đáp ứng về sinh học phân tử phần lớn. Vậy thì cái mục tiêu chính của cái thử nghiệm Ines Freedom, tức là cái tỷ lệ bệnh nhân vẫn lui bệnh sau 1 năm, đấy là mục tiêu chính của nghiên cứu. Thì chúng ta có thể thấy ở cái đồ thị này là tại thời điểm 1 năm thì có 51,6% bệnh nhân vẫn lui bệnh mà không cần phải uống thuốc, và tại thời điểm 1,8 năm thì nó đương nhiên nó theo thời gian thì nó có vẻ có xu hướng giảm dần, đến 2,8 năm thì là 48% và đến 3,7 năm. Như vậy là chúng ta thấy là có khoảng 50% bệnh nhân khi mà ngừng thuốc sau khi đã đạt được cái đáp ứng phân tử sâu thì họ vẫn đạt được duy trì được cái tình trạng lui bệnh về siêu phân tử mà không cần phải dùng thuốc. Vậy thì những cái bệnh nhân nếu như chúng ta theo dõi mà mất đáp ứng về siêu phân tử thì bệnh nhân sẽ được uống thuốc lại, và như vậy thì có vấn đề gì xảy ra với họ không? Thì người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân nếu như trong quá trình theo dõi mà mất đáp ứng về siêu phân tử phần lớn và được uống thuốc trở lại thì phần lớn bệnh nhân là cũng nhanh chóng đạt lại được cái đáp ứng phân tử. Như vậy là 50% bệnh nhân cũng đạt lại được đáp ứng về phần lớn về sinh phân tử sau khoảng 7 tuần, và khoảng 50% bệnh nhân sẽ đạt lại được cái đáp ứng phân tử sâu của cái MA4.5 sau khoảng 13 tuần. Như vậy là cái việc mà chúng ta ngừng thuốc và chúng ta phải theo dõi cách rất chặt chẽ, và khi bệnh nhân bắt đầu có cái biểu hiện tái phát ở mức độ siêu phân tử là phải bắt đầu cho bệnh nhân dùng thuốc ngay, và cái việc là chúng ta cho bệnh nhân dùng thuốc kịp thời như vậy thì vẫn tiếp tục duy trì được cái lưu bệnh ở mức siêu phân tử là tương đối là an toàn cho bệnh nhân. Vậy thì qua cái bài trình bày đó, xin phép có những cái kết luận như thế này. Trong điều trị lercitin trong mạch cầu hạc thì đặc biệt là khi chúng ta điều trị bệnh nhân giai đoạn mãn tính bằng thuốc ức chế đường tisinkina thì cái vấn đề chúng ta phải theo dõi đáp ứng với điều trị bằng xét nghiệm PCR định lượng là vô cùng quan trọng, và cái xét nghiệm này thì cần phải được thực hiện thường xuyên, và chúng ta bây giờ có thể hoàn toàn làm trên cái mẫu máu ngoại vi khá là thực hiện và tăng khả năng tuân thủ cho bệnh nhân. Thế rồi chúng ta cần phải giám sát sự tuân thủ với điều trị, theo dõi những cái đặc tính lâu dài của các cái thuốc, đặc biệt là những cái biến cố về tim mạch, và chúng ta cân nhắc chuyển đổi sớm sang những cái thuốc thế hệ 2 nếu như bệnh nhân đã khám với lại điều trị bước 1 thì thường là nilotinib, thay vì là chúng ta tiếp tục dùng với cái liều cũ hoặc là chúng ta tăng liều, thì chúng ta chuyển sang thế hệ 2 sớm sẽ giúp bệnh nhân có khả năng đạt được cái đáp ứng tốt hơn. Và nếu bệnh nhân có điều kiện, có khả năng và người ta muốn hướng đến cái việc là ngừng thuốc trong tương lai thì bệnh nhân có thể sử dụng ngay cái thuốc ức chế tính tisinkina thế hệ 2 ngay từ đầu,
vì như đã trình bày ở trên, nếu chúng ta dùng ngay thuốc thế hệ hai như là nilotinib, như là dasatinib thì bệnh nhân có cơ hội đạt được cái đáp ứng sớm và đáp ứng sâu. Và như vậy thì sẽ tăng cái khả năng bệnh nhân có thể được dùng thuốc trong tương lai. Và trình bày của em là cảm ơn thầy cô các anh chị đã theo dõi.